Clip này xin chia sẻ cho các bạn cách thu âm sáo và clip làm sao cho hay. Các bạn xem cái clip ở trên mạng thấy người ta thổi rất là hay thì hay hỏi mình là làm thế nào để thu âm hay và làm cái clip. Thì cái câu trả lời này nó có hai cái cách cơ bản mà chúng ta thường dùng. Cách thứ nhất là chúng ta mở cái beat nhạc rồi. Chúng ta mở beat nhạc lên. Như một cái beat nhạc karaoke đây này. Đấy, và chúng ta thổi theo. Đây là cái cách mà đơn giản nhất mà tôi rất là hay. Cái cách này rất là đơn giản thôi. Đấy, ví dụ bài sầu tím thiệp hồng này. Karaoke. Đây cái bài này chúng ta mở beat lên. Đó, chúng ta mở beat lên và chúng ta tìm một cây sáo phù hợp với tông của nó và chúng ta thổi theo. Đây là cái cách rất là đơn giản và nhanh mà nghe cũng tương đối hay, để dành cho những bạn nào mà bạn không quá cầu kỳ về về cái âm thanh hoặc là chất lượng âm thanh cao. Và các clip các bạn được xem trên mạng như clip mà người ta đã ghép âm đấy, mà thường là người ta hay đeo tai nghe, thì cái loại đấy là cái loại gọi là thu âm. Thu âm như kiểu phòng thu của ca sĩ thì cái cách đấy nó rất là mất thời gian, nó phải biết về hậu kỳ chỉnh sửa. Đây vì mình nói qua về cái cách thu âm mà có hậu kỳ chỉnh sửa nhé, thì chúng ta phải dùng cái phần mềm này chúng ta thổi. Tại sao người ta hay đeo tai nghe? Đây mình cũng nói luôn, mình dùng cái tai nghe và để thu âm là cái loại tai này, cái của Lumia này. Đây cái tai của Nokia Lumia. Mình đã dùng mấy loại tai cơ, cả tai của iPhone nhưng mà không, nó không phù hợp. Cả cái mic này mình đã dùng cả cái mic này nhưng mà cũng không phù hợp bằng cái tai nghe mà rẻ tiền thôi. Cái này chắc mấy chục. Cái tai này nó rất phù hợp, nó thu âm sáo thì nó êm và mình dễ chỉnh sửa hậu kỳ. Chỉnh sửa hậu kỳ tức là mình dùng phần mềm này mình chỉnh đi chỉnh lại chỉnh âm đấy và ghép hình. Thì nếu mà bạn nào bạn có định ý định mà có ý định thu âm theo kiểu theo cái hướng mà chuyên nghiệp đấy, thì chúng ta chuẩn bị cái phần mềm Adobe. Đây hai phần mềm Adobe Audition này và phần mềm để ghép hình Adobe Premiere, Adobe Premiere Pro CS6 này. Hai cái phần mềm Adobe Audition CS6 để chuyên để thu âm và chỉnh âm, và phần mềm để ghép hình. Sau khi chúng ta thổi xong đấy, có âm thanh ở cái Adobe Audition này rồi, chúng ta sẽ ghép lại với cái clip mà chúng ta quay. Người nào cái này cũng rắc rối, mình không trong cái clip này mình không hướng dẫn đấy, mình chỉ chia sẻ như thế. Mình sẽ dùng hai phần mềm này và dùng cái tai nghe Lumia này để thu âm. Cái lúc mà mình quay ấy, các bạn cứ hỏi là sao lúc mình thổi sáo mình cứ đeo cái tai nghe này, bởi vì lúc mình đeo tai nghe này mình để mình nghe nhạc và mình thổi theo, còn cái mic ở đây nó sẽ thu vào trong đây, nó chỉ thu đúng mỗi tiếng sáo thôi, nó không thu cái nhạc nào cả. Cái nhạc sau đó mình mới ghép vào, mình mới dùng Audition mình mới ghép nhạc sau, như thế nó mới trong, nó quyện lẫn tiếng nhạc. Tuy nhiên làm này rất cầu kỳ. Bây giờ mình hướng dẫn một cái cách đơn giản nhất cho các bạn, như mình đã nói lúc nãy đấy, hướng dẫn cho những bạn mới tập chơi là chúng ta gọi là thu âm trực tiếp theo beat đi. Chúng ta mở một cái beat nhạc lên, chúng ta thổi theo, thế là hay lắm rồi, không phải làm cầu kỳ chỉnh âm gì cả. Ví dụ mình chơi cái bài Chờ Em Trong Đêm đi, đấy mở cái beat này lên thổi theo thôi.
bạn thổi trực tiếp như thế luôn và ghi luôn. Thì như thế này thôi là mình đã được một cái clip và mình đẩy lên YouTube rồi. Nghe cũng rất hay. Thổi với nhạc thì nó sẽ, mình nghe được cả tiếng nhạc đệm thì nó hay và nó dễ nghe. Những người người ta không chơi sáo thì người ta nghe này rất hay. Còn nếu bạn nào mà cảm thấy tự tin pro, cảm thấy tự tin về tiếng sáo của mình thì bạn chơi solo. Ví dụ đây này, mình không pro nữa nhá, đây là mình ví dụ thôi. Ví dụ mình thổi solo không cần nhạc luôn. Nhưng thổi này khó đấy, vì nó không có cái nhạc nền để giữ nhịp này. Và nó sẽ không hay bằng cái việc mà mình thổi theo nhạc đệm. Đây gọi solo luôn này. Mình ví dụ thế thôi, mình thổi cái bài nó không ra gì đâu. Cho nên là mình chỉ có thổi theo cái nhạc nền này thôi. Đấy các bạn chú ý cái điều đó thì đừng quan tâm nhiều đến cái việc mà chỉnh bằng cái phần mềm này làm gì. Cái phần mềm Premiere Pro này với phần mềm Audition này để ghép ấy, chúng ta không quan tâm nhiều đâu. Chúng ta cứ thổi thành thạo, trôi chảy, thổi hay. Cứ mở này lên thôi, cứ mở trực tiếp lên thổi và ghi thế là xong là hay lắm rồi. Và up lên YouTube. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau.